Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biden ác mộng mới của Bắc Kinh. Nếu Tổng thống Donald Trump khi đó đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri nhờ chính sách cứng rắn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của mình, thì sự lựa chọn của người đứng đầu quốc gia mới của toàn thể người dân Mỹ vừa qua được truyền thông quốc tế dự đoán sẽ không thể khiến Trung Quốc dễ thở. Có thể nói, thoát khỏi Trump và lại gặp Biden thì Trung Quốc sẽ là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Mạng thông tin Mỹ Axios vào hôm 29 tháng 10 cho rằng ông Biden sẽ đối đầu với Trung Quốc ở mọi nơi trên thế giới, tiếp tục thực hiện một mục tiêu của Tổng thống Trump nhưng với phương cách khác. Đây là hình ảnh Tổng thống đắc cử Biden đọc diễn văn chiến thắng tối ngày 7 tháng 11 năm 2020. Về đại thể, Axios cũng ghi nhận là khi khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông Trump đã thay đổi về cơ bản mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, buộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ phải chấp nhận một cách tiếp cận cứng rắn đối với Bắc Kinh. Ông Biden hầu như đã chấp nhận đi theo sự đồng thuận mới đó, nhưng khẳng định rằng ông sẽ thách thức Trung Quốc một cách hiệu quả hơn khi phối hợp hành động với các đồng minh của mình, thay vì đơn phương độc mã. Theo Prescott, một cố vấn của ông Biden, việc ông Biden phối hợp với các đồng minh là điều sẽ khiến Trung Quốc lo lắng. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Biden đã gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là một kẻ côn đồ, trong lúc các cộng sự viên của ông cáo buộc Trung Quốc đã diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, một thuật ngữ mà chính quyền Trump đã tránh sử dụng. Thậm chí, theo tờ Axios, ông Biden còn chỉ trích ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong 3 thập kỷ đã không tiếp xúc với Đức Đạt La Lạt Ma. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ còn cam kết là sẽ gặp lãnh tọa tinh thần của người Tây Tạng với tư cách là Tổng thống. Riêng về Biển Đông, bà Flonay, một người nhiều triển vọng lên nắm tại Lầu Năm Góc hồi tháng 6 vừa qua, đã cho rằng Mỹ nên trang bị khả năng đánh chìm tất cả các tàu quân sự, tàu ngầm và tàu buôn của Trung Quốc ở Biển Đông trong vòng 72 giờ. Đây là hình ảnh cuộc tranh luận truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Biden vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, và trong đó ông Biden đã đề cập đến vấn đề Biển Đông. Về phía ông Biden, trong cuộc tranh luận truyền hình với ông Trump, ông tuyên bố sẵn sàng điều oanh tạc cơ B-52 của Mỹ xẻ dọc Biển Đông nếu Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên khu vực. Nhìn chung, theo ASEAN, nếu ông Trump nhìn Trung Quốc chủ yếu qua lăng kính thương mại và con virus corona, thì ông Biden coi mối quan hệ này như một cuộc cạnh tranh nhiều mặt, từ công nghệ, quân sự, kinh tế cho đến ý thức hệ và ngoại giao, có tác dụng quyết định trật tự quốc tế trong nhiều thế hệ. Truyền thông Pháp cũng nhận định một điều chắc chắn là bản chất quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã thực sự thay đổi và sẽ tiếp tục như thế dù là chủ nhân Nhà Trắng là bất kỳ ai đi nữa. Theo truyền thông Pháp, trong thực tế, chính phủ Trung Quốc dường như đang phân vân giữa hai khả năng đều xấu, họ không biết phải chọn cái nào. Triệu Thông, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Carnegie ở Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh giải thích như sau. Rất khó có thể nói được là liệu Trung Quốc có thích một ứng cử viên cụ thể nào hay không, bởi vì cả hai đều không có lợi cho chế độ Bắc Kinh và cả hai đều có thể đồng nghĩa với rắc rối. Toàn bộ tầng lớp chính trị Mỹ hiện nay coi sự trỗi dậy của đối thủ Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng về mặt kinh tế, địa chính trị, quân sự và ý thức hệ. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu tại Washington, 3/4 người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Thực hiện kế hoạch phối hợp hành động của châu Âu và châu Á chống lại Trung Quốc sẽ là nỗi sợ lớn nhất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc dưới nhiệm kỳ của Biden. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Biden tại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh được ghi nhận vào ngày 18 tháng 8 năm 2011. Ông Triệu Thông khẳng định tiếp như sau. Biden sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc củng cố các mạng lưới các đồng minh của Mỹ, ngăn chặn sự suy giảm nhanh chóng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên quốc tế và thống nhất phương Tây để chống lại Trung Quốc. Cùng với đó, quan chức tại Trung Nam Hải, nơi tập trung quyền lực tại Trung Quốc, còn lo sợ rằng nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ sẽ cứng rắn hơn ông Trump nhiều về mặt nhân quyền. Và Biden còn khiến Trung Quốc lo sợ, bởi Biden là một chính trị gia có dày dặn kinh nghiệm và vốn hiểu biết lâu năm về chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốk. Ông đã từng gặp Đặng Tiểu Bình vào tháng 4 năm 1979. Và sau này, trong tư cách là Phó Tổng thống, Biden được giao trách nhiệm tạo dựng quan hệ với người đồng cấp Tập Cận Bình, lúc ấy
còn mang vẻ một lãnh đạo khá chất phác. Và cuộc gặp đầu tiên giữa hai người là vào năm 2011, và thời điểm đó Tổng thống Mỹ Barack Obama thấy rằng sẽ rất hữu ích khi hiểu rõ hơn về ông Tập Cận Bình, khi ấy còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc, nhưng được biết là sẽ lên nắm quyền lãnh đạo chế độ Cộng sản. Hai người đã có cuộc gặp nhau ít nhất 8 lần trong 18 tháng ở Trung Quốc cũng như ở Hoa Kỳ, từng chia sẻ với nhau nhiều bữa ăn tối chỉ có hai người cùng với phiên dịch của hai bên. Bên cạnh đó, truyền thông quốc tế thì cho rằng dường như Bắc Kinh đã thích nghi được với Donald Trump. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29 tháng 6 năm 2019. Trái ngược với những gì Donald Trump khẳng định rằng mình là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Trung Quốc, là người đầu tiên lớn tiếng với Trung Quốc, ở một khía cạnh nào đó Bắc Kinh đã thích nghi với triều đại của ông. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump thực sự đã vô tình góp phần giúp Trung Quốc nổi lên trên chính trường thế giới khi Mỹ rút ra khỏi một số cơ quan quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tăng Duệ Xanh, giáo sư tại Viện Nghiên cứu SOAS China Institute tại London, nhận xét Trump đã làm nhiều hơn bất cứ ai để cho Trung Quốc trở nên vĩ đại, hoặc cướp lấy khẩu hiệu của chính ông là làm cho Trung Quốc vĩ đại hơn. Trong 4 năm, cán cân quyền lực đã chuyển sang phía Trung Quốc. Hơn nữa, chủ nhân Nhà Trắng cuối cùng cũng không nhận lại được nhiều. Thị trường Trung Quốc phần lớn vẫn không mở cửa cho các công ty nước ngoài. Chế độ đã gia tăng sự kìm kẹp đối với Hồng Kông và đã khởi động một chương trình rộng lớn đàn áp và giam giữ rất nhiều người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và vào lúc cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ đang tiến dần giai đoạn ngã ngũ với việc ông Biden chiếm thượng phong vào ngày 5 tháng 11 một cách gián tiếp. Bắc Kinh đã bắn tin muốn hòa hoãn với Washington khi bày tỏ hy vọng là quan hệ với Mỹ sẽ bớt căng thẳng. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết được ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chia sẻ trên trang mạng xã hội khi Biden gần như nắm giữ khả năng đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Trong một tin nhắn tweet, Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình nhắn tin của một người được ông mệnh danh là một cư dân mạng thông minh, cho rằng ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ có thể bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nội dung bài viết đó là, nếu ông Biden thắng cử, tôi chắc chắn rằng quan hệ giữa Trung và Mỹ sẽ bình thường hóa trở lại, bởi vì Bắc Kinh có Biden. Theo tờ báo Vision Time, truyền thông Trung Quốc từ lâu đã kín tiếng về việc các lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ ai hơn ai trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Đảng Dân Chủ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử, người đứng đầu Thời báo Hoàn cầu đã chế giễu sự hỗn loạn trong cuộc bỏ phiếu ở Mỹ và nói rằng đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi cho Bắc Kinh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tuyên bố trước phóng viên trong buổi họp báo rằng cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là chuyện nội bộ của đất nước họ, Trung Quốc không có quan điểm về việc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2020 với bản tin Biden, ác mộng mới của Bắc Kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.